Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Quyết tâm đưa thị trấn Long Hải từ vùng đỏ chuyển sang vùng cam trước ngày 8 tháng 9. Khởi tố vụ án người đàn ông thông chốt từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh. Thị trấn Phước Hải, huyện Đức Đỏ cơ bản khống chế ổ dịch mới. Phụ nữ huyện Châu Đức nhiều mô hình hỗ trợ hội viên người dân trong dịch bệnh. Huyện Long Điền sẽ là điểm đến đầu tiên của chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền vừa có cuộc họp với các xã thị trấn để thảo luận về kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp, quản lý phương tiện, tài xế, phụ xế, người lao động ra vào địa bàn, phương án lưu thông hàng hóa, các giải pháp đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch của các xã thị trấn. Các địa phương của huyện Long Điền đã chia sẻ kinh nghiệm về giãn cách, đảm bảo lương thực thực phẩm, an sinh xã hội, tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm. Thảo luận về phương án bố trí F0 sau điều trị sống tại nhà trọ, khu dân cư đông đúc hoặc đưa bà ke không có nơi cư trú về cơ sở lưu trú để cách ly theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Phương án đón người từ thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về địa phương, các giải pháp thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ và các chính sách hỗ trợ khác cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, lãnh đạo huyện Long Điền yêu cầu từ nay đến ngày 8 tháng 9, các xã thị trấn phải tuyệt đối thực hiện nghiêm việc giãn cách, xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân, thần tốc truy vết sau khi phát hiện F0, đảm bảo lương thực thực phẩm y tế cho người dân. Phấn đấu đến hết ngày 8 tháng 9, toàn huyện có 5 xã thị trấn là vùng xanh, gồm thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, xã An Nhất, xã Tam Phước, xã Phước Tỉnh. Còn xã Phước Hưng chuyển từ vùng cam sang vùng vàng, thị trấn Long Hải chuyển từ vùng đỏ sang vùng cam. Lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục nắm bắt nhu cầu trở về địa phương của người dân đang ở thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo với Ban chỉ đạo huyện. Trên cơ sở đó, huyện sẽ thành lập bố trí các cơ sở cách ly tập trung cho các đối tượng này. Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành liên quan đảm bảo lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân thị trấn Long Hải sau ngày 8 tháng 9. Trong trường hợp thị trấn Long Hải tiếp tục thực hiện giãn cách nâng cao, các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng chưa được hỗ trợ theo nghị quyết 68 để tiếp tục chi trả. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người đàn ông bị nhiễm COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố tình về nhà người quen tại thành phố Vũng Tàu mà chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự trước. Ngày 2 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu, biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có người bị ho sốt nghi nhiễm SARS-CoV-2, nên khoảng 2 giờ ngày 22 tháng 8, Vũ Tiến Giang, sinh năm 1974, quê ở Thái Bình, đã tự điều khiển xe mô tô di chuyển từ nơi sinh sống về nhà ông Chu Nguyên Thường ở phường 11, thành phố Vũng Tàu để ở nhờ. Đến 11 giờ cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, tổ trưởng dân phố nơi ông Thường cư trú phát hiện Vũ Tiến Giang đi từ vùng dịch về địa phương nên yêu cầu Giang đến phường để khai báo y tế. Sau đó, Giang đến trạm y tế phường 11 khai báo, rồi tiếp tục trở lại nhà ông Thường tự cách ly. Trưa ngày 23 tháng 8, thấy bản thân bị sốt nhẹ, Giang tự test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên báo trạm y tế phường 11. Đến 19 giờ cùng ngày, Giang được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 26 tháng 8, Vũ Tiến Giang có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Đến ngày 28 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo ông Chu Nguyên Thường cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Quá trình điều tra cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu đều đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Mặc dù không được phép của cơ quan chức năng, nhưng Vũ Tiến Giang vẫn lợi dụng trời tối, sử dụng xe mô tô, treo hai ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang cho việc di chuyển trái phép của mình để về nhà người quen ở phường 11 thành phố Vũng Tàu. Đồng thời không tự giác khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương, nên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra kiểm soát người đi mua hàng tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu ban quản lý các chợ, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích, các cơ sở cung ứng hàng hóa thiết yếu tăng cường bán hàng online, bán qua điện thoại, chỉ bán trực tiếp cho người có thẻ đi chợ hộ,
hoặc các nhân viên giao hàng shipper và thực hiện nghiêm 5K. Không để người đi mua hàng thuộc các tổ đi chợ hộ shipper vào khu vực bán hàng. Bố trí điểm giao nhận hàng tại các quầy giao nhận. Khuyến khích hình thức thanh toán trực tuyến. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu tổ đi chợ hộ phải có thẻ do Ủy ban nhân dân phường xã cấp. Shipper phải có thẻ đăng ký hoạt động nhân viên giao hàng shipper do phòng kinh tế thành phố Vũng Tàu cấp. Ủy ban nhân dân phường xã tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đi mua hàng hoặc bán hàng không đúng đối tượng. Nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19, từ 0 giờ hôm nay 3 tháng 9, thành phố Vũng Tàu bắt đầu triển khai sử dụng giấy đi đường có mã QR. Theo đó, các cơ quan đơn vị lập danh sách người lưu thông tạo mã QR giấy đi đường điện tử. Sau khi người lưu thông khai báo và tạo mã QR, hệ thống tự động kiểm tra đối chiếu thông tin và trả kết quả cho người lưu thông. Trong quá trình tham gia lưu thông tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, khi đến các chốt cần trình báo mã QR code, người lưu thông chỉ cần mở trực tiếp ứng dụng Vũng Tàu IOC CIV hoặc lưu mã QR trên điện thoại, in mã QR làm thẻ đeo, dán mã QR trên phương tiện di chuyển. Tại các chốt trực, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị thông minh có kết nối Internet mạng 3G, 4G để quét mã QR của người lưu thông. Đối tượng được cấp giấy đi đường điện tử bao gồm nhân viên giao hàng, tình nguyện viên giao hàng, cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, không áp dụng bắt buộc đối với người không có thiết bị thông minh. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy đi đường điện tử bắt đầu từ 0 giờ ngày 3 tháng 9 đối với người giao hàng, tình nguyện viên giao hàng và từ 0 giờ ngày 6 tháng 9 đối với cán bộ công chức, người lao động. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là hai ổ dịch lớn cộng đồng tại phường Thắng Nhất và Thắng Nhì, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu triển khai hàng loạt giải pháp để kiểm soát các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài và từ các vùng giáp ranh có nguy cơ cao vào địa bàn thành phố. Những ngày qua, thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực khống chế thành công dịch bệnh tại điểm nóng các phường 11, 12, Rạch Dừa. Hiện thành phố Vũng Tàu tập trung khống chế triệt để hai ổ dịch phường Thắng Nhất và phường Thắng Nhì. Ổ dịch phường Thắng Nhì hiện có 204 ca F0, trong đó có 85% tập trung ở khu phố 3. Xác định đây là ổ dịch lớn, nên địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp siết chặt giãn cách, đông cứng địa bàn, không để người dân di chuyển ra vào, tạo nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan. Mọi người dân tại khu vực phong tỏa được nhà nước hỗ trợ toàn bộ về lương thực thực phẩm, y tế ngay tại nhà. Phường đã sử dụng cái lực lượng là công an tỉnh, công an thành phố và quân sự tỉnh để mà phối hợp xây dựng cái lực lượng tuần tra nghiêm ngặt ở trong khu phong tỏa và kể cả bên trong các cái khu gọi là chốt tự quản để mà xử lý nghiêm các cái trường hợp người dân mà ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Với ổ dịch tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đã khoanh vùng xác định nguồn lây nhiễm để truy vết F0. Lực lượng y tế, công an được tăng cường truy vết với phương châm kiểm soát chặt, không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển, làm lây lan dịch bệnh. Qua truy vết, 118 F1 đã được đưa đi cách ly. Địa phương đã tập trung xét nghiệm với tần suất 3 ngày một lần trong các khu phong tỏa để phát hiện F0, đặc biệt là các khu vực có mức độ lây lan rộng. Hiện đã có trên 600 mẫu xét nghiệm đơn, 509 mẫu gộp gia đình có kết quả âm tính. Song song đó, địa phương cũng tiến hành xét nghiệm diện rộng các vùng giáp ranh. Riêng trong chiều qua 2 tháng 9, phường đã lấy mẫu 2.190 mẫu test nhanh diện rộng trên địa bàn 12 khu phố. Chúng tôi đã lập ngay 3 chốt, 2 chốt ở hai đầu, 1 chốt ở số 79 đường Tiền Cảng, kiểm soát đầu ra khu vực đường Tiền Cảng. Chốt thứ hai là 244/1 đường Nguyễn Hữu Cảnh, kiểm soát toàn bộ người dân ở trong khu vực phong khu vực đỏ là ra ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh. Và chốt thứ ba chúng tôi lập ngay giữa trung tâm của khu vực để kiểm soát toàn bộ các cái hoạt động ra vào của người dân. Để người dân yên tâm, ai ở đâu yên đấy, giúp thành phố siết chặt phòng dịch một cách triệt để. Tại các khu vực phong tỏa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu và các phường sẽ hỗ trợ túi an sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn và lực lượng quân sự sẽ giao thực phẩm tận nhà cho người dân. Tôi cũng đã tổ chức tất cả các cái lực lượng để mà cung cấp đầy đủ các cái nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân để mà người dân ở tại nhà và không có được đi ra ngoài, cũng như là yêu cầu người dân ở trong nhà phải đeo khẩu trang
suốt ngày và phải thực hiện cái việc mà giãn cách trong các cái việc mà các cái bữa ăn, không tổ chức là nhiều người trong một gia đình ăn cùng một lúc, cũng như là chúng tôi cũng tăng cường các cái lực lượng để mà đi kiểm tra kiểm soát chặt cái việc mà giãn cách ở trên từng cái địa bàn. Thành phố Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục siết chặt kiểm soát các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, các vùng giáp ranh có nguy cơ cao, người về từ vùng dịch. Đồng thời sử dụng flycam kiểm tra xử lý vi phạm tại các khu vực phong tỏa và từng vùng giáp ranh. Ghi nhận tại Huyện Đất Đỏ, thưa quý vị, với 1.700 liều vaccine AstraZeneca được tỉnh phân bổ, ngày 2 tháng 9, Huyện Đất Đỏ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 cho 600 đối tượng đã tiêm mũi 1 trong đợt 2, đợt 3 trong tháng 5, tháng 6 và 1.100 người dân trong khu vực đang phong tỏa. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngoài việc bố trí các khu vực khám sàng lọc đo huyết áp, khu vực trước và sau tiêm vaccine tách biệt, các địa phương của Huyện Đất Đỏ còn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp cứu kịp thời nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Điểm tiêm còn có sự hỗ trợ điều tiết của lực lượng công an, đoàn thanh niên, cán bộ xã, thị trấn nhằm bảo đảm giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Qua theo dõi các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe bình thường. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ở khu phố Lộc An. Nửa tháng sau, ổ dịch này ghi nhận 36 ca mắc. Xác định mức độ nguy hiểm của ổ dịch này dễ dẫn đến nguy cơ lây lan nhanh, địa phương đã triển khai hàng loạt các giải pháp khống chế. Nhờ đó, một tuần qua, địa phương không phát hiện ca mắc mới tại đây. Ngay khi phát hiện 7 ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 13 tháng 8, thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu phố Lộc An với 764 hộ dân, 3.304 nhân khẩu. Do địa bàn dân cư đặc thù, ngư dân vùng biển có nhà cửa san sát, đường đi lối lại nhỏ hẹp, cộng với ý thức phòng dịch của một bộ phận người dân chưa cao, nên ngoài việc phong tỏa, thị trấn Phước Hải còn lập chốt cứng với những địa bàn giáp ranh ổ dịch để ngăn di chuyển ra vào, vẫn nghiêm cấm ngư dân tuyệt đối không được ra khơi đánh bắt mua bán hải sản. Triển khai triệt để giãn cách để bóc tách các ca F0, từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 8, thị trấn Phước Hải đã tổ chức 5 lần lấy mẫu test PCR cho 3.132 nhân khẩu, qua đó phát hiện 29 ca dương tính. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, địa phương tiếp tục tổ chức thêm 3 lần lấy mẫu đều cho kết quả âm tính. Song song đó, biện pháp an dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, không để mọi nhà, mọi người bị thiếu lương thực, thực phẩm, cũng đã được thị trấn Phước Hải triển khai ở khu phong tỏa, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng hành cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Thì mình cũng ở trong nhà, thành viên trong nhà thì cũng vẫn ở trong nhà luôn, không được đi đâu hết, không ra khỏi đây luôn, không ra khỏi tới cái chỗ kia luôn, ngoài trừ đi. Cái tuy rằng khổ nhưng mà cũng phải dán phòng chống dịch theo nhà nước chỉ thị. Áp dụng nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thị trấn Phước Hải tổ chức nhiều nhóm tổ đội liên tục tuần tra kiểm soát người dân không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, đồng thời giám sát xử lý người dân có nhà ở gần bờ kè biển ra hóng mát vào chiều tối hàng ngày. Lực lượng công an thị trấn chúng tôi cũng tổ chức tuần tra liên tục 24/24 trên tất cả các tuyến đường của thị trấn, từ tuyến đường võ 6 đường chính và các tuyến hẻm và dọc bờ kè, và bố trí nhiều chốt chặn ở các đầu cửa ngõ để mà nhằm hạn chế bà con ra đường không cần thiết vào trong cái thời gian mà thực hiện cái chỉ thị 16 này. Đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần mà không chấp hành thì chúng tôi tiến hành lập biên bản trình qua thị trấn, chủ tịch thị trấn để ra quyết định xử phạt. Thì hiện nay là tôi đã lập được 83 cái biên bản và trình chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt, là tổng cộng số tiền là 161 triệu. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, đến nay ổ dịch ở khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải đã được kiểm soát. Một tuần qua không phát hiện thêm ca mắc mới. Ngoài việc tăng cường biện pháp tuyên truyền kiểm soát người dân thực hiện giãn cách xã hội, thị trấn Phước Hải còn đẩy nhanh tiến độ tiêm 1.100 liều vaccine được phân bổ cho người dân ở khu vực phong tỏa thuộc các tổ 5, 7, 9, 11 và 13, khu phố Lộc An. Ngày 2 tháng 9, thị trấn Đất Đỏ thành lập 3 đoàn đi thăm và tặng quà 55 gia đình quân nhân tại ngũ năm 2021. Hoạt động này không chỉ động viên, chia sẻ phần nào khó khăn của các gia đình quân nhân, mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội,
động viên tinh thần các quân nhân nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tới thăm tặng quà các gia đình quân nhân tại cũ, lãnh đạo thị trấn Đất Đỏ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và động viên các thành viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa tinh thần cho các quân nhân yên tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Dịp này, đoàn cũng tặng mỗi gia đình quân nhân một phần quà gồm gạo, mì cùng một số nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng. Thông tin tại thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, chiều qua 2 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động trong các khu vực phong tỏa phường Long Toàn. Phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã ghi nhận 32 ca mắc COVID-19. Hiện phường có 4 khu vực phong tỏa. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách trong quá trình tiêm chủng vaccine COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn tận dụng các tuyến đường trong khu dân cư của các khu vực phong tỏa để làm khu vực tiêm vaccine. Đội tiêm lưu động Trung tâm Y tế thành phố, các tình nguyện viên và lực lượng chức năng phường được bố trí để thực hiện công tác tiêm ngừa cho toàn bộ 680 người dân từ 18 tuổi trở lên trong các khu vực phong tỏa. Việc thành phố Bà Rịa khẩn trương tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân trong khu vực phong tỏa phường Long Toàn là nhằm tạo miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, quyết tâm sớm chuyển hóa địa bàn thành vùng xanh an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tính đến ngày 2 tháng 9, huyện ghi nhận 66 ca tái dương tính COVID-19 trong tổng số 492 bệnh nhân ra viện. Bình Châu là xã có số ca tái dương tính cao nhất huyện Xuyên Mộc với 28 ca, tiếp đó là xã Bảo Lâm 19 ca, Hòa Hưng 6 ca, Tân Lâm 5 ca, Phước Thuận 4 ca, Phước Bửu 3 ca, Bông Trăng 1 ca. Đa số các ca tái dương tính có chỉ số tải lượng virus CT ngưỡng chu kỳ trung bình dưới 30 nên khả năng lây nhiễm cao. Trước tình hình tái dương tính tăng cao, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đề nghị các xã theo dõi F0 sau điều trị về, tiến hành test PCR ngày thứ nhất, nếu tải lượng CT trên 30 thì theo dõi tại nhà. Đối với những trường hợp có tải lượng CT dưới 30 thì bố trí đưa vào khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Hồ Tràm để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, huyện Xuyên Mộc đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, do đó sau 10 ngày, huyện không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tính đến ngày 2 tháng 9, toàn huyện ghi nhận 557 ca mắc COVID-19, trong đó có 492 ca được điều trị khỏi bệnh. Thưa quý vị, để hỗ trợ người dân mua sắm lương thực thực phẩm và đồ dùng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã thành lập 12 đội tình nguyện đi chợ giúp dân tại các xã thị trấn. Các tình nguyện viên luôn sẵn sàng mỗi khi có cuộc gọi cần hỗ trợ, giúp người dân yên tâm ai ở đâu yên đó để phòng dịch. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ huyện còn có nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa khác chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh được đánh giá cao. Đội tình nguyện đi chợ giúp dân của Hội Phụ nữ xã Bình Ba, huyện Châu Đức có 10 thành viên, gồm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và hội viên chi hội phụ nữ thuộc ấp. Đội tình nguyện được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức cấp thẻ đi chợ. Hàng ngày các thành viên trong đội nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, tin nhắn của người dân, sau đó hỗ trợ mua sắm các đồ dùng thiết yếu, lương thực thực phẩm. Sau khi mua, đội sẽ mang hàng đến tận nơi giao cho người dân. Trung bình một ngày, đội tình nguyện đi chợ giúp dân của Hội Phụ nữ xã Bình Ba nhận hơn 40 đơn hàng của người dân. Những cái gì tôi cần thiết thì tôi đi. Ví dụ như bệnh đau tôi đi mua thuốc thì tôi đi. Còn nếu không cần thiết tôi không cần ra ngoài. Nếu được chị em người ta hỗ trợ như vậy thì tốt nhất. Tại vì mình không đi ra ngoài tất nhiên là mình cũng không viêm nhiễm và cũng không có cách, cũng không có ấy cho cộng đồng. Lần đầu thì tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà khi đã đi vào hoạt động thì thấy cũng vui, cũng có góp một chút công sức gì đó cho cộng đồng. Mình phải cố gắng làm sao để cho bà con là kịp thời những cái hàng thiết yếu để đưa tới bà con là sớm nhất. Không chỉ tình nguyện đi chợ hộ, Hội Phụ nữ xã Bình Ba còn rà soát những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi người dân có điều kiện hỗ trợ nhu yếu phẩm. Theo tinh thần, lá lành đùm lá rách, ai có gì góp nấy. Hàng hóa sau khi tiếp nhận, chị em trong đội tình nguyện sẽ chia thành nhiều phần tiếp sức cho các gia đình cần giúp đỡ. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Hội Phụ nữ xã Bình Ba đã trao tặng hàng trăm phần quà với số tiền gần 180 triệu đồng. Động thiết thực của chúng tôi còn thêm rất là nhiều. Ví dụ như là một cái điều mà hiện tại chúng tôi đã làm và đang làm, đó là chúng tôi vận động các mạnh thường quân
từ trên địa bàn và ngoài địa bàn để mà cùng có những cái phần quà chia sẻ tới là hội viên nghèo, rồi những người già neo đơn và đặc biệt là cái vùng đồng bào dân tộc, để làm sao đó mà trong cái cơn phòng chống dịch bệnh này chúng ta có một cái phương châm, đó là không để ai bị bỏ lại phía sau. Hiện tại mô hình đội tình nguyện đi chợ giúp dân đã được Hội Phụ nữ huyện Châu Đức triển khai ở 12 xã thị trấn của huyện với 62 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài mô hình này, Hội Phụ nữ huyện Châu Đức còn phát động tổ chức nhiều mô hình như bếp yêu thương để hỗ trợ cơm, nhu yếu phẩm cho lực lượng trực chốt, vận động kinh phí trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và mô hình hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Ba là một đơn vị thực hiện các cái hoạt động chung tay phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả. Thì trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ triển khai nhân rộng các cái mô hình đội tình nguyện giao nhận hàng để đi chợ hộ giúp cho bà con. Thì hiện nay trên địa bàn huyện đã có 62 thành viên của đội tình nguyện, thì huyện sẽ nhân rộng lên là trên 100 cái thành viên của cái đội tình nguyện. Triển khai các mô hình đội tình nguyện giúp dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức nhận được nhiều đánh giá tích cực của người dân, góp phần giúp mọi người yên tâm ở nhà thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19, qua đó góp phần giúp địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển là thông tin về các cơ chế chính sách mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thưa quý vị, sát đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, theo công văn chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 11881 giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tỉnh các giải pháp hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và các đối tượng thụ hưởng khác trên địa bàn tỉnh theo chủ trương quy định hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về miễn đóng đoàn phí công đoàn và lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp nắm bắt, qua đó làm hồ sơ thủ tục để được xem xét phê duyệt hỗ trợ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có hướng dẫn quy trình xử lý các trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu khi xuất hiện trường hợp F0, F1, F2 là người lao động thì doanh nghiệp phải kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch, chịu trách nhiệm phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc từng phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất, khu vực sản xuất, vị trí làm việc có trường hợp F0. Đồng thời cách ly các trường hợp F0 ngay tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng khử khuẩn theo quy định. Doanh nghiệp thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó, không để xảy ra hoang mang lo lắng với người lao động. Rà soát toàn bộ người lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh theo danh sách quản lý, khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần, tuyệt đối không để bỏ sót. Phối hợp với Sở Y tế, CDC tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người lao động theo nguy cơ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của cơ sở sản xuất kinh doanh. Nếu không đủ điều kiện an toàn thì cho tạm dừng ngay hoạt động. Chương trình Hòa nhịp phát triển ngày 3 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.